thưởng cho các con. Đấy, tập thể mày, anh em mày chia giao sao đó, chia 2%. Đấy, bà cứ nói thẳng vậy đi. Bà cháu mình cứ xong thẳng. Wow, bà 83 tuổi và bà đang cắt dừa như này đấy. Thôi bà, bảy đi rồi, mọi người kêu con Lượm chạy tới đỡ trái dừa, nó đỡ không chúng tay một chúng đầu nữa. Và biệt thự này có diện tích là 2.200 m², trong đó có 1.400 m² đất hữu cư và còn lại là đất cây lâu năm. Căn biệt thự tại đường Lò Lu của thành phố Thủ Đức, cách trung tâm quận Nhất 30 km đi xe. Đây là cái cổng của căn nhà vườn này. Đây, đường này là ô tô đi vào rất là tốt nha. Thì nhà vườn của mình là ngay từ mép bên này và đi hết bờ rào sang bên kia. Nó có cái chiều ngang này là 30 m và cái chiều sâu này đi vào là 70 m. Thì bây giờ mình xin mời các anh chị cùng đi vào để xem cái nhà vườn trong này và sau đó thì chúng ta sẽ đi ra tham quan cái bờ sông bên ngoài. Đây là phong cảnh rất là hữu tình, toàn là cây cối, cây cao rồi cây xoài. Ở bên này có cả nuôi vịt, nuôi gà. Đấy, còn có cả dừa nữa, nếu như thích ăn dừa thì ở đây cũng có rất là nhiều cây dừa. Và bên này là một bờ rào, bên phía bên này cũng là một căn biệt thự của một nhà bên cạnh. Còn đây là căn nhà vườn của mình. Căn nhà này hơi cũ rồi, cũng xây lâu năm rồi. Tuy nhiên đây là một cái gia đình bà cụ ở, nên là nhà cũng cũ này thôi. Nếu như ai về thì có thể sửa lại căn nhà này, thì có thể xây lên thành cái căn resort khứ gì. Ở đây có cây, cây này không biết gọi là cây vũ sữa. Cây vũ sữa có quả đây. Nhà vườn mình là nằm đường chợ này thôi. Ở đây có những cái bờ hành lang này để ngồi chơi. Và trong căn nhà này cũng là một ngôi nhà cho các cụ ở thôi. Chắc mình không tiện vào bên trong. Thì các anh chị cùng đi xem một vòng quanh bên ngoài này rồi sau đó ta đi ra xem bờ sông. Bên nhà nuôi chuồng. Bà chặt cái gì vậy bà? Sao? Cái nó cho con gì ăn? Dịch. Cho vịt, Hôm nay nó vịt trong này hả? Nó dịch đó. Cái này là dịch rẻ, ăn cái thứ ngọt béo lắm. Thế à? Nè, cái con chó này. Chú lượm đi không? Có lượm ở ngoài này. Đi đâu không? Đây bên ngoài này có cái gì đây? Con cá, nuôi cá, con cá, có cá chép lớn lắm. Kìa, cá kìa, hay kìa. Mấy thả con chép lớn. Nó được sống chảy vào đấy. Đấy, con cá rất là nhiều. Chúng chắc trồng rau nuôi cá hả? Cái bên ngoài này là bờ sông rồi. Cái mặt sông này nó ngang đến 30 mét rồi. 30 m rồi chiều sâu là 70 m, thì như vậy là nó hơn 2.000 m², 2.000 m². Ở đây ai mà mua về thì mình có thể đắp đất lên để nó trồng cây, nhưng có khoảng đất hơi thấp. Đấy, rất là đẹp ạ, ở như này rất sướng. Con mà đến cái tuổi nào đó con cũng mong muốn được ở như này. Trời ơi. Đó, ở trước rồi. Tuyệt vời, con thấy cái thằng Trung cô nó đào hai cái ao không? Dạ. Mười mấy triệu rồi cá chiếc rồi đó. Dạ. Mười mấy triệu thả cá dưới. Nếu dạ. Chơi chứ không gì trơn á. Bây giờ cái cô mà tỷ phú ở Thảo Điền nè, 200 tỷ nè. Tức là bây giờ là cổ đang bán 168 á. Thì bây giờ anh có muốn quay không? Ké ở bên Mỹ về thiết kế một cái lâu đài phụ lắm. Từ 220 tỷ xuống giờ 168. Ồ, đây dừa nhiều nhờ. Dừa là con thấy mê không? Để anh vườn dừa. Anh này là anh Chuông chuyên bán cho những người Hà Nội giàu có. Vâng, chào. Xong lắm. Cho nên ảnh Hà Nội thì mê lắm. Dạ. Vâng. Bà là mê và về đây bà ở thì sao mà Hà Nội không mê được?
cháu biết không, mấy ông bạn của ổng đi bắn muối hết trơn rồi, mà chỉ có mình cô với chú về đây. Là hiện nay ổng đã 93 tuổi. Vâng. Bà cũng là 83 rồi đó. Có bà 83 tuổi rồi hả? Vâng. Không bán muối mà bà tính đi Mỹ. Không có được bà đi bán muối. Mấy ông bạn đi bán muối hết trơn. Vâng. Ở như này càng lại sống sướng lắm. Vâng. Dạ, sống càng thoải mái đó. Bà bên bà được cái là bên bồi, bên vâng. kia là bên lỡ, bên kia là khu công nghiệp đó. Bà, cái con cá mà bữa anh chơi trên Trung chị Lệ thả xuống còn sống không? Con cá đó nhưng mà rồi còn cá chép hồng nữa. Nay nó thả thêm cá chép hồng. Cá đó bự á. Vậy nó vẫn sống đó luôn. Đây là những miếng. Ấy đi thì bà thì rất là uy tín. Mà bà nói một là một, nghĩa là các con mà bán được bà cháu mình thoải mái. Dạ. Nói chung là của bà cũng phải trên 50 tỷ thì bà bán thì thưởng cho các con. Ấy tập thể mày anh em mày chia giao làm sao đó chia 2%. Đấy bà cứ nói thẳng vậy đi. Bà cháu mình cứ xong thẳng. Vậy quay, các con bán được càng cao thì các con được hưởng càng nhiều. Rồi. Anh em dùm căn này là bao nhiêu mét vuông vậy ạ? Đây để em quay giùm. Căn này của bà hồi đó bà mua 2.000 mét vuông. Nhưng mà bây giờ nó dự án của nó không biết không là nó phải làm cái đường sông. Dạ. Nó làm đường bê tông mà hiện nay có tên đường rồi đấy. Nhưng mà con biết rồi, quận 9 rồi dính chúng vô cái hai cái Covid-19 nữa, cái Covid là 3 năm Covid là thế là ngưng hết tất cả. Chứ còn nó bắt buộc là phải chừa là 500 mét. 500 mét thì thật ra mà có 500 mét thì cũng là của mình chứ của ai đâu, trước nhà của mình càng có điều kiện đó. Rồi sau này vô tới đây là 300 mét rồi cho không, rồi thì nó tính bên trong kia có 1.100 mấy, 1.200 mấy mét thôi. Nếu mà nó làm cái dạng biệt thự đó là cái 300 mét đó cho không, không tính tiền. Còn tất cả này là bà lên sơ đồ hết, lên thổ cư hết đó. 2.4 tỷ nhân con. 2.4 tỷ. Mà bây giờ là mặt sông này là bao nhiêu mét bà? Mặt sông này 30. 30 mét mặt sông. Mặt này 70. Là 2001 ra anh Trương. Dạ. Dạ. Nhưng mà bà mão cho cái 2.000 thôi cũng được. Thì bà cứ nói tới mình cho hồi cũng 2.000 mà. Thì thực ra của bà tới cái tường đó thôi. Còn bên cô đào cô còn lớn là tuốt tới ngoài kia. Nhưng mà thôi mình đâu có làm. Bà, cái miếng đất này vừa rồi bà nói là giám đốc cái gì là bên điện lực hả? Bên điện lực. Ừ, mua đó. 5.000 mét vuông đó. Mấy cái ông này cũng có bộ nội vụ bên quận, của bộ nội vụ. Ba giờ là 50 là bán đúng không? Hả? 50 tỷ. Phải trên chút đi. Trên 50. Trên chút đi. 52 nhỉ? 52, 53 gì thì bà bán. Dạ. Thì hôm nay các con bán càng cao thì các con được quá hầm cứ nhân 2 lên à. Bà nhớ con không? Nhớ chắc rồi. Nhớ con không? Nhiều đứa đến quá rồi bà cũng già rồi quên mất con ơi. Bà mà nói không nhớ thì con nhớ con gặp cái anh con của cô anh con Trâm. Trung. Cái lúc mà gia đình ở ngoài người Nghệ An hay miền Trung giờ có người mất á, ở miền Trung mất. Đây là bê anh Đắk Lắk. Đúng rồi. Là gì anh? Bây giờ con đi xem tham quan qua cái. Vâng. Rồi nhà con quay cho con sẽ bắn nhanh cho bà. Ơi rồi được. Vâng. Cái này này nha, cái này là lượng nó riêng này nha. Là mấy anh là riêng là 2%, còn riêng lượng dắt tới là 2% nữa. Con cháu mình đây thì là tính riêng. Bên kia có cái nhà nhưng mà để không bên nè. Vinh bên kia kìa. Bên kia là Vinh Hôm kìa. Em biết cái căn này là hồi xưa là anh chị giao cho kêu bên kêu á là 65 tỷ. Ca liền. À nhưng mà em 60 tỷ để từ chút rồi nói anh kêu sao. Bãi hết đi nè. Nhưng mà bây giờ nói thiệt nếu mà chủ đất về bây giờ sửa sang lại á. Sông Trao Trảo, sông này sẽ chảy ra sông Tắc và ra sông Sài Gòn. Và biệt thự này có diện tích là 2.200 mét vuông, trong đó có 1.400 mét vuông đất thổ cư và còn lại là đất cây lâu năm.
Đây, đây là lầu 2 của căn biệt thự. Trước này là có sân thượng nha. Đấy. Đấy, sân thượng đã luôn nha. Không biết không anh Trương, cái sân mà để rộng vậy đó là người ta ít có người làm được vậy lắm. Ừ. Đấy. Chỉ là những người mà người ta có cái tầm nhìn view á, là lên trên đây thoải mái nè. Nó cắt vậy chứ, đấy. Nhà nó không chịu cắt vậy. Con đi qua bên này nói thật với con là không có ai ở trên này, tại đó hơi bê bối. Không, ở trên này view mới đẹp. View nhìn ra cái view. Là cái gì à? View đó, buổi yên bình. Buổi tối mà dọn bàn ra đây ngồi ăn nhậu đó. Nói thật với con là hồi đó định làm bên này á, làm cái nhà lên. Dạ. Để cho mấy con nó về. Dạ. Không là có đứa nào nó chịu về đâu, con nó học ở dưới Sài Gòn. Ừ. Đó, mới vậy đó. Thành ra mới để cái mặt nhỏ vậy. Sân rộng nha. Ôi, chính ra nhà này diện tích lớn đấy chứ. Lớn anh Trương. À, lâu rồi một lớn. Chưa biết không, cái này mà anh gọi là mình cover lại á, mình làm lại á, theo cái phong cách hiện đại á, là nó vẫn ok. Lý do là tại vì cái khung nó sẵn hết rồi. Đấy, sân sau. Làm lại là đẹp lắm. Chỉ cần mà bỏ tiền phẩy ra một cái là đẹp liền. Vâng. Thấy con thấy không, hai hồ cá trời ơi. Ủa mà đó anh Trung móc ao cái nào vậy? Hả? Móc cái ao kia hả? Trời ơi, mười mấy triệu đó. Nó ham, nó nuôi cá, nó thả cá vậy đó. Dạ. Giờ nuôi vịt. Đủ hết. Quay đi, nó quay. Quay cái bà móc. Wow, bà 83 tuổi, bà đang cắt dưa như này đấy. Thằng lượm lại cắt cho ba ra. Thôi bà, bà ấy đi rồi, rồi mọi người kêu con lượm chạy tới đỡ trái dừa, nó đỡ không trúng tay một trúng đầu nữa. Đỡ đúng một trúng đầu chứ. Đâu không, rơi bà không tránh được đâu. Không, bà chuyên nghiệp rồi. Không, không, để đó bà. Để bà. Mà giờ không tới để. Nhưng mà bà biết sao, nguyên công ty con trai đàn ông không mà để mình bà bèo dừa. Không. Rồi. Không rành, mấy con không rành đâu. Không ai nghĩ là bà 80 mấy tuổi nhỉ? Trời ơi, ông 93. À. Bà 83. Ông 93. Ông hơn bà 10 tuổi hả bà? Ừ, 10 tuổi. Bà ở ven sông như này mới khỏe như này đấy. Tụi bay mà làm được chương trình này thì tụi bay hay đó. Bà cố gắng giật ngay cho nó đẹp. Thái anh được rồi, đây đi phớt chưa? Để cho thằng Thái nó làm bà. Cho nó tập làm, cho nó tập. Cho nó tập. Bà tránh đi, bà tránh không nó rơi nhầm bà. Tránh đi bà. Bà tránh đi. Bà né né ra bà ơi. Mình cũng tin tưởng anh này lắm. Né né ngang ngang nè. Không, xích xuống đi con. Xích xuống đây vừa chứ. Không phải xích xuống đi cuốn. Đúng rồi, xích xuống đi cuốn chứ không phải là vô đâu. Xong vô. Được chứ bà. Dứt. Giờ thả dọc cũng được rồi, đi đây anh nào. Đi đây, đổi qua đây đi. Đi đây rồi đi. Đổi đi. Đổi tay. Đi đây. Không thấy cái mà vô cái cuốn á. Phụ á. Tại anh thấy qua cầm phụ em, anh lên nó đổ. Đây, đây là cho thanh niên này múc dừa nha. Nhớ cười chết. Ở đây đó, không, phải vậy, mấy chân nha. Rồi. Đưa đây, đưa đây. Đưa đây mà dịch buồn bên này đi. Cái bà đó. Thôi chơi nó khó quá thì đổi qua buồn. Không, không. Bê luôn á, bỏ, đừng hư vừa. Hư vừa người ta anh Trương ơi. Đây là cái bông nó còn ra trái nữa đó anh. Đúng rồi ha. Cho nó vô cái cuốn. Anh ra để ảnh lấy ảnh giật cùng chỗ. Đưa đây. Không được. Đưa đây. Đưa bà giật qua không được. Này cùi mía quá. Thất vọng từ coi trên hy vọng thất vọng thì tuyệt vọng luôn. Tôi đi thấy dừa. Thấy trời ơi, thấy chưa? Thấy. Thấy dừa. Đây là công trình của tôi đi hái dừa. Ở nó bà cụ đi hái ra một trái dừa. Đây. Hai trái dừa. Đó. 8 cụ 80 mấy tuổi rồi. Hai. 3 tuổi rồi đó.
Đó. Thôi được rồi bà, một người một quả được rồi. Rồi đây bà, đó bà giật quá được quả luôn, dừa luôn. Đây là bốn trái dừa thành quả của tôi. Cầm lại kia đi rồi bà chặt cho. Thôi bà, được rồi. Để cho con chặt cho. Mà chặt lâu rồi. Không biết chưa chắc rồi biết chặt kia. Không biết chưa chắc rồi biết chặt kia. Tránh ra. Bà giật còn hai cái bà giật nốt. Để anh Dương. Anh Dương. Ông hút rồi hả? Rồi, ok. Rào bán trái 10 ngàn. Ai ô? Chăm sóc sếp không sao sếp cho hình đó nha. Rồi để mình uống nha. Một trái nữa thôi bà ơi. Mà đang móc nữa. Có trái nào rùng mà chưa nhạt không? Trái này đủ anh đưa trái đó em đem đi cho ship luôn. Cùng em vô. Này bạn Thái này để làm mà giống như ninja vậy đó. Hỏi cái này giờ ba anh Hải thì bây giờ là còn đi biển không ạ? Hải nó vừa nghỉ rồi con. Vậy là bây giờ vậy bây giờ hai vợ chồng về hưu luôn. Tức là thỉnh thoảng này đó, thỉnh thoảng thì có nhu cầu thì người ta lại kêu. Dạ mời đi. Lý tưởng lắm hết chứ vị nào mà nói thật cho mua miếng đất của cô rồi khó lắm đó. Dạ này quá tuyệt. Họ lắm, cả hai vợ chồng đều họ kinh khủng luôn. Mình mua mảnh đất của bà 94 tuổi và 84 tuổi. Bà cũng 93 rồi. Rồi tạm biệt bà nha, chào bà nha. Vâng, chúc bà được khỏe lên rồi nha. Rồi, tạm biệt các con. Vâng, vâng. Thôi con về đi. Tạm biệt con. Đây là cái lối để đi vào căn biệt thự này. Đây gọi là một căn nhà vườn. Và đây là địa chỉ, ở đây là đường số 6, khu phố X Thành, phường Trường Thành, quận 9. Ok, video xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video này. Xin bye bye và tạm biệt quý vị và các bạn.